trong kinh tạng có nói những người mà có cái tâm sân á thì nó giống như là một cái đống phân bò tươi động vào đó thì càng khuấy nó càng thối cũng vậy những người mà có cái tâm sân á mà không được phòng hộ không được rèn luyện không được tu tập không được thu thúc thì chỉ cần người ta đụng vào dù chỉ một chút thôi thì họ cũng sẵn sàng phản ứng lại một cách mãnh liệt. Phải cẩn thận. Nó có rất là nhiều cách để chúng ta giải quyết cái uh, việc này. Bởi vì nếu như chúng ta không giải quyết mà chúng ta để cho cái lòng sân nó điều khiển để rồi chúng ta tạo các ác nghiệp rồi khi chúng ta tạo ác nghiệp như vậy mình có vì lý do nào đi chăng nữa thì nghiệp và quả của nghiệp cũng không bao giờ thông cảm dùm cho mình.